Dù đã học lớp 6, nhưng một số học sinh đang học tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa đọc dạy chữ. Tình trạng ngồi nhầm lớp này cho thấy còn nhiều bất cập trong công tác dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực thực tế của học sinh. Thậm chí nhiều người còn đặt ra câu hỏi, phải chăng đó là hệ quả của căn bệnh thành tích? Nếu dựa vào cách đọc chữ này, hẳn ai cũng cho rằng đó là phần đến dần của một học sinh chập chững vào lớp 1. Thế nhưng cậu học trò này hiện đang theo học lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ. Nhận biết con số, viết được chữ theo nội dung sách, nhưng chẳng thể đọc được mặt chữ dù là chữ đơn giản nhất. Có nói nó nói nhà kiểu là em nó học còn yếu đó, nó không có biết đó. Rồi giờ xin cho ở lại đi, cho nó học cho nó biết tại nó học kém. Rồi cô nói là đi học, nếu xin ở lại phải làm đơn. Ngoài cậu học trò này, còn có 5 em khác cũng trong tình trạng như thế. Theo ban giám hiệu trường tiểu học Tân Mỹ 1, nơi đã cho các em hoàn thành chương trình tiểu học, thì việc kiểm tra, nắm tình hình năng lực của các em chủ yếu dựa vào các báo cáo của giáo viên chủ nhiệm. Không chủ là ví dụ tổ chức kiểm tra đôi lúc thì coi kiểm tra thì khi nó chưa được chặt chẽ cho lắm. Đó là cái hạn chế nhận thấy nó ảnh hưởng đến cái sự việc hôm nay. Nhìn nhận trách nhiệm trong sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình cho biết đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó yêu cầu đội ngũ giáo viên ngoài việc kèm cặp bồi dưỡng kiến thức cho các em thì còn nắm bắt hoàn cảnh gia đình, có sự quan tâm, nhất là đối với các em không có điều kiện rèn luyện ở nhà. Ngay cả cái tiêu chí thi đua của sở đối với các phòng giáo dục hay phòng giáo dục đối với các trường thì hầu như là chúng ta đã xem xét tới cái vấn đề mà đặt cái chỉ tiêu mà làm vô hình chung làm cho tạo cái áp lực giáo viên để giáo viên mà cho các em chạy theo những điểm số. Cho nên là đã có thực hiện trong những năm qua rồi. Tuy nhiên thì qua đây thì cũng có thể là sẽ ngồi lại để mình xem xét các cái chỉ tiêu như thế nào để làm sao mà vừa tạo động lực cho thầy cô phấn đấu và cũng không có gây quá áp lực đối với chỗ đội ngũ giáo viên, anh em giáo viên. Cũng theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình, 6 trường hợp này sẽ được phòng theo dõi và nhà trường sẽ bố trí giáo viên bồi dưỡng những nội dung mà các em còn yếu. Đồng thời phải đảm bảo chuẩn kiến thức chương trình mà các em đang theo học để các em hoàn thành chương trình trong năm học này.